chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh, đưa các cặp cha con mới lên đường. Họ là ai? Điều gì đang chờ đón họ? Chuyến đi xa mẹ 36 giờ lần này chắc chắn sẽ là những nhiệm vụ bất ngờ, thú vị và hoàn toàn mới, đem lại những bài học quý giá dành cho hai bạn nhỏ. Các ông bố và những đứa con đáng yêu đã sẵn sàng. Hãy đón xem cha con hợp sức vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Ngọc Anh vốn là một cô bé rất mạnh dạn và láu lỉnh, nhưng khi vừa gặp đối thủ thì lại có đôi chút rụt rè nhút nhát. Trái lại, Hữu Duy là một cậu bé luôn làm nũng mẹ thì lại tỏ ra rất ư dạn dĩ khi tham gia hành trình. Hơn kém nhau một tuổi, nhưng hai đối thủ nhí lại nhanh chóng thân thiết. Đôi bạn đó sẽ cùng nhau trải qua các thử thách tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi hành trình. Tiếp tục một lộ trình dài, hai cặp cha con đã đến với một vùng đất nổi tiếng với nhiều cá tôm, nơi có con sông quê yên bình, bồi đắp phù sa cho trái cây ngọt lành. Đây là dịp để hai cặp cha con có một cuộc trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống của những người nông dân hiền hậu tại vùng đất Bến Tre. Qua hơn cậu dữ hai. Trước tiên, cả cha và con hãy cùng thực hiện một nhiệm vụ hiểu ý, đó là con vẽ hình cha đoán. Hai con sẽ luân phiên vẽ tranh theo bức hình mà chương trình cung cấp để ba đoán. Tổng cộng có 10 lượt. Thời gian con vẽ 1 phút 30 giây một lượt, cha trả lời là 15 giây một lượt. Cặp cha con nào có câu trả lời đúng nhiều hơn được cộng 1 điểm. Bây giờ số điểm hiện tại là anh Duy được 2 điểm và bé Ngọc Anh bây giờ được 1 điểm. Thì bây giờ anh Duy có đồng ý là nhường cho anh chơi trước không? Hay là đồng anh chơi trước? Con làm mới cho em chơi trước. Rồi, bây giờ cô Thủy sẽ đưa ra 10 hình lần lượt và em sẽ là người vẽ trước. À, không nói gì nữa nhá. Bắt đầu tính từ nhá. Rồi. Thời gian dành cho bé Ngọc Anh để vẽ. Bắt đầu. Nhìn hình đi con, nhìn hình rồi vẽ. Nhìn kỹ vô. Dạ. Yeah. Quên rồi hả? Cố lên. Phải nhớ chứ, phải nhớ cái hình đó rồi tự vẽ chứ. Còn 30 giây nữa thôi. Tập trung vẽ đi. Nhớ hình vẽ chưa? Dạ chưa. Hết rồi. Con chưa vẽ xong chứ không đẹp. Trời ơi, nói ra rồi. Rồi, phạm luật rồi. Bỏ lượt luôn rồi. Không được nói cái hình của con nhìn, thấy không? Lượt đầu tiên của anh Duy. Rồi, 1 phút rưỡi dành cho bé Duy để vẽ, bắt đầu. Sao im lặng, để cho anh vẽ. Con nhớ là cái hình đó không em? Nhớ rồi, vẽ xong rồi. Dạ. 15 giây để trả lời, 32 bắt đầu. À, cái tivi. Chính xác, xin chúc mừng 32 và bé Duy. Cái anh vẽ không? Bây giờ là lượt vẽ thứ hai của bé Ngọc Anh. Yeah. Bé Ngọc Anh không nói gì nhá. 1 phút rưỡi hình cho bé Ngọc Anh vẽ, bắt đầu. cái này quá dễ luôn. Ôi, nhìn là anh xong chưa? Con từ từ, khi nào cô nói con. 15 giây để cho ba tuấn trả lời, bắt đầu. Trời, con về xu. Ngốc sơ anh hả Xu? Ngốc. Im lặng đi con. Bây giờ xin mời ba đến lượt ba Mai trả lời ạ. Con sâu. Sâu nào có chân luôn. Sâu không gì, đeo chân mà ba biết rồi. Sao ba không nhìn răng sâu vậy? À, ba xin lỗi Xu, hình sao ba đón lại nha. 1 phút 30 giây bắt đầu. Nhìn kỹ cái hình đi rồi nhớ rồi vẽ con. Vẽ đẹp lên. Nhớ lại cái hình vẽ thêm đi con. Cho ba dễ đón. Thở dài con anh. Xong. Được rồi. 15 giây để cho ba. Dạ, dạ cao lên con. Dạ cao lên. Con ong. Chúc mừng bé Duy. 1 phút 30 giây cho bé Ngọc Anh vẽ, bắt đầu. Nhanh lên, khẩn trương. Nhớ lại, nhớ từ từ thôi rồi vẽ. Hết giờ.
xong rồi. Rồi, dừng lại. Không nói gì nữa. Bây giờ 15 giây để cho ba Tuấn đoán đây là gì. Bắt đầu. Con heo. Một phút 30 giây của con bắt đầu. Con nhìn em vẽ à. Đây nè. Để cho ba Mai trả lời. Bắt đầu. Dạ lên, dạ lên con. À, con này con con dế. Hai, chín, mười ba. Cả. Chuồn chuồn. Chính xác. Trời ơi. Tiếp theo sẽ đến lượt thứ tư của cả hai bạn nhá. Yeah. Nhìn đi, nhìn hình đi. Ủa, có thể cắt chứ? Rồi, nhanh tay. Nhớ gì vẽ đó. Mới nhìn mà quên rồi hả? Vẽ đi. Cái vẽ sao dài. Và 15 giây để cho ba Tuấn đoán bắt đầu. À, cái đồng hồ. Chính xác. Yeah. Rồi, cô thì cắt đi nha. Đồng là hình chồng. Nghĩ hay không? Nghĩ nhớ là hình lẽ ra vẽ. Vẽ hình chồng. Nhớ gì vậy? Hình chồng. Không kể cho ba không đón được con. Kể cứ kể đi, ba đón qua đây, chị đón cho. Bắt đầu. Bắt đầu. Con gà. Dạ. Dạ con. Xin mời ba Tuấn ạ. Cô tôi, 5, 4. Robot hay gì? À, sai ạ. Đó là gì ạ? Chó. Ôi trời. Chó. Chó. Để sai. Con chó kỳ vậy. Con chó hai lỗ tai ở đâu? Hai lỗ tai nữa ba mới đón được, phải không? Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh con. Nhìn rồi ta. Mắt nhìn tay vẽ chứ. Vậy xong rồi cho Hải An. Bây giờ 15 giây cho ba Tuấn đoán. Bắt đầu. Trái chuối phải không Ngọc Anh? Đúng. Chính xác. Yeah. Ngọc Anh năm nay thành tài rất là giỏi. Bây giờ là cuối cùng dành cho Phạm Duy. Anh gì cố gắng về đẹp lên đi. Em cố vũ cho anh. Rồi cung cấp. Suy nghĩ lại đi. Trông gì bự thế? Im lặng. Để cho anh vẽ. Xong. Rồi bây giờ là 15 giây. Chút chút chút. Bắt đầu. Để lên con. Nó rất xinh đẹp. Con cầu. Chính xác, chính xác. Yeah. Như vậy trong nhiệm vụ này, hai bạn đều được cộng thêm và số tổng số điểm của mình. Yeah. Thưởng thêm một điểm, xin chúc mừng. Yeah. Yeah. Trong thời gian 120 phút, bằng những vật dụng chương trình cung cấp, gạo, dụng cụ nấu bếp, gia vị, hai cha con hãy thực hiện các nhiệm vụ sau: 3. Tắt mương nhóm bếp, còn hái rau theo các bức hình mà chương trình cung cấp, đi tìm bác Hai để xin lửa bắt cá lóc. Sau đó hai cha con hãy nấu và ăn bữa tối gồm cơm, canh, cá nướng. Cuối cùng hãy dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ và dựng lều để ngủ. Trong thời gian quy định, con hái đúng và đủ các loại rau được cộng 1 điểm. Con xin được lửa được cộng 1 điểm. Con bắt được cá được cộng 1 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ bao gồm tìm nguyên liệu, làm bếp, nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh, dựng lều được cộng 1 điểm. Mỗi món ăn hoàn thành theo yêu cầu được cộng 1 điểm. Thời gian 2 tiếng dành cho hai gia đình thực hiện nhiệm vụ 4. Bắt đầu. Xin mời hai bạn lên đây để nhận. Lên, nhìn rau đi không? Rồi. Cho nhìn cái rau nào giống rồi hái nha. Ơi, em từ từ qua chân té. Chạy đi không bình thường. Từ từ té nha. Sợ qua cầu. Em dễ té. Em biết rồi. Anh ơi đợi em ơi. Chờ anh chút. Lên. Cái tốt quá ta. Dướng cây rồi. Lên đây cứu rồi. Lên đây. Giờ anh. Anh
Nhớ mẹ làm ơi. Để nước vô đây, nước vô. Sình không? Sình không? Đây là giống điểm yếu của rau này nè. Ở đâu chứ? Sau này nè. Giống cái sau này nè. Ê, không phải là dài nhất. Cái lá này nè. Lá này hợp với lá này. Ừ, chắc là đúng. Mà mấy lá này mấy cái nồng. Mấy lá nồng. Mấy người mở trong chuồng kia là hai mấy cái đứa là già đó. Anh ơi, cá rồi. Đâu? Đây nè. Em thấy anh. Mà anh chưa bự cho lắm. Đâu? Đâu? Mấy cái là bự bự. Ơi, sao mấy xu rồng nè. Chắc cái này kèm xu rồng quá. Chứ phải thôi. Cái này khó nhất cỡ đất luôn á. Nửa em quá. Đạp cũng ra luôn rồi. Để vô khác đi. Ừ, có sạch rau nữa chứ. Rồi sạch ra mới ăn được chứ bộ. Điếm 2, 3 cái giật nhật dây trước lên ha. Hỏi điếm đi, thòng đây, thòng dây xuống. Hả? Đây. Đó, quen rồi. Ơi, anh Duy, cái lá này y chang nè. Ừ, cái lá này nè. Cái lá nào? Đâu? Lá nó ở đâu? Đây nè. Nó đó. Mà không, người ta chưa có trồng xong. Đúng rồi mà. Đúng rồi nè. Em sai rồi. Anh Duy ơi, đó. Khó quá, chị khó luôn á. Khó khăn lắm mới tìm được loại rau đúng theo yêu cầu của chương trình. Phải việc khoe thành tích với cha thôi. Đâu, có miếng vậy sao nó canh. Từ từ, dịnh lại, dịnh lại. Một tay đê cầm, một tay dịnh. Chừng bà hay ghê quá à. Không sao, không sao. Dịnh đi, dịnh đi. Mà đi bắt cá hả? Ừ. Nhưng trừ đi số lượng cỏ đã hái, thì lượng rau thu hoạch được là quá ít rồi. Thôi thì hai con hãy bắt tay vào nhiệm vụ xin lửa về giúp cha đi, trước đi. Nhé. Không sao, không sao. Đứng đây chờ được không? Đi theo anh kìa, đi theo anh kìa. Đây em. Ôi anh ơi, đợi em với. Nè, anh để rổ nhà đi. Trời, anh để rổ nhà đi. Anh đi xin lửa đúng không? Hai đâu đúng không? Chờ em đi, hai em đi chung nha. Xin được lửa rồi. Anh ơi, trời. Anh đứng đó đợi em xíu thôi. Rồi, em quá. Em cần phải chạy theo anh à. Có mình phải bếp hai không? Chạy đi ra đây. Bếp ơi, cho con xin miếng lửa đi. À, đợi con với bác ơi. Bác ơi, cho con miếng với bác. Rồi. Con cảm ơn bác. Rồi. Dạ. À. Cơm hả? À, tắt rồi. Của con chưa tắt bác. Anh ơi, anh cầm giùm em cái nha. Em sống rồi. Dạ, em lấy con tôm giùm anh được không? À. Con sợ tao lắm bác. Con cảm ơn bác nha đây, bác. Đây con nữa.
Con cảm ơn bé Hai nha. Em cầm nhanh đi. Nè anh để đèn dầu xuống đây nha. Anh ơi, anh con này đi. Thôi em, anh không, anh lấy con kia. Anh nhường cho em ơi. Thôi con bị tắt lửa. Bác ơi, con bị tắt lửa rồi bác. Trong khi Hữu Duy thì Bon Bon đem lửa về, thì cô bé Ngọc Anh cẩn thận từng bước chân. Nhưng kết quả thì đèn đã tắt từ bao giờ? À, hết lửa nữa rồi. Lại hết lửa. Ta bị nước một tiếng gì? Trời, hai đứa đi sao có một đứa về? Em xu rồi con. Trời, cái con tôm đâu vậy? Dạ. Con tôm đâu vậy? Con tôm mất hai cho. Đã. Trời. Nhanh chóng làm xong phần việc của mình, Hữu Duy liền chạy ra hỗ trợ cô em Ngọc Anh. Nhưng lần này, dù khó đến mấy, thì Ngọc Anh chỉ muốn tự mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà không cần nhờ sự trợ giúp của Hữu Duy. Trời ơi, rớt. Trời ơi, sao? Rớt chạy luôn rồi. Anh kiểm tra đèn giùm em đi. Biết được rồi, đủ rồi, này có cơ bản rồi. Thử coi. Chờ đợi khá lâu, cuối cùng thì cũng gặp được bác Hai để xin lửa. Tuy nhiên, chiều đã khá muộn rồi. Ngọc Anh ơi, tăng tốc lên để theo kịp tiến độ của anh trai Hữu Duy nhé. Chào bà chỉ cho nha. Ê, anh lội xuống rồi. Thôi à. Không sao đâu, con la lên. Thì gãy nó lúng sao đâu. Lúng đựng sâu quá. Sâu đâu, có ba đầy sâu gì. Nè nè, nè con chụp vô đi đó, đồng đây, chụp vô. Rồi, mở tay. Thấy không? Cầm. Cái gì? Trời ơi, con cắt sạc, con xíu mà bỏ cái đây đi, cậy, bỏ luôn. Sạc, sao bỏ làm gì? Thì bỏ đây đi con. Rồi bắt cái cá lóc bự trong đó đó. Lóc bự á? Nhẹ 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 thôi, cái con nắm ra. Bóp lại. Rất là thương ba với lại thương mẹ. Ba làm nhiều mệt. Với lại gồm khói bay vô mắt cày mắt. Với lại ba chảy mồ hôi nữa. Nên con mới làm phụ ba một việc là đi hái rau. Dạ. Quả là khá vất vả trên đoạn đường đi xin lửa và đem về cho cha nhóm bếp. Vậy mà Ngọc Anh lại không ngại đường khó để tiếp tục đi hái rau phụ cha. Trong khi đó, Hữu Duy cũng rất tháo vát trong việc bắt cá làm thức ăn cho bữa tối. Hả? Nói kỹ ra còn nhiều kìa. Con hái được nhiều chưa? Chưa được nhiều cho lắm. Đâu, đưa qua coi coi. Rồi, như đây đủ rồi, được rồi. Đi về rửa rau lại đó. Rau muống nữa. À, rau muống là sao? Hả? Bất nhiên, mẹ lên về bắt cá kìa, anh Nam bắt cá hết, anh Duy bắt cá hết trơn rồi. Ăn hết cá à? Không có đâu con, mèo đâu có đây nha. Con nghe tiếng mèo á. Chạy về, chạy về. Thôi, chạy về, lẹ lên. Chạy. Xong rồi, về em cho con cá được không ạ? Nha. Hai con đủ rồi. Nhưng còn em. Xói cho ba. Dạ con bắt cá cho em. Rồi đi, phụ em đi. Em bắt được hai con vậy á. Em bắt. Em chưa được con nào. Anh bắt cho em ba con. Anh bắt cho em ba con nha. Nếu anh bắt cho em bốn con, em cho anh con nha. Ok. Gì
nhào quá. Thôi cái rồi có chuyện sao? Bác. Nhào đâu xuống? Nhào rồi ba. Đi qua đây, bám sát bờ đi, ba đang dịnh đó nè. Ba thảy lên rồi xuống bắt liền nha. Dạ, thôi thôi. Rồi đứng ở đây, được rồi, được rồi. Con sòi. Sao mấy con đi? Rồi, rồi, đứng đó đi, đứng đó đi. Ba thảy lên xuống bắt liền nha, bắt liền bỏ vô cái rọ của anh nha. Hai ba xuống nó luôn. Chờ chút. Thôi anh lên nè. Anh lên đứng với em đi. Một hai ba đó, đó bắt nó. Bỏ vô rọ, bỏ rọ lại lên kìa, nó nằm kìa. Con cầm đi. Để cho em bắt, để cho em bắt nó được. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Cầm cái đầu á, con cầm cái đầu nó. Đầu á. Rồi yeah. Chạy lên. Con nước sôi. Đau rồi bà. Còn thôi. Trên sao mà nó vậy? Ba hết lửa rồi. Con thấy ba rất là tội nghiệp. Con thấy ba tội nghiệp quá bà. Dạ. Đi hả? Vô liền số ba. Hả? Từ từ. Đây. Giấy nó đâu? Hả? Chậu giấy nữa. Em xong rồi nha. 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Rồi, chúng ta tính kết thúc thời gian từ thời điểm này. Bắt phụ quá quá đâu. Hoàng ông phụ anh. Xong rồi. Thật. Chị tôi hả? Khăn này để đâu ạ? À? Trong thời gian quy định 2 tiếng, hai con đã đi hái được 3 loại rau là rau muống này, rau mồng tơi này và rau dền theo đúng mà chương trình cung cấp. Vậy mỗi bạn đều được 1 điểm, xin chúc mừng. Cả hai bạn đều bắt được cá để cha có thể làm được món cá lóc nướng chui. Hai bạn cũng xin lửa nữa, cho nên là hai bạn mỗi bạn được cộng thêm 2 điểm nữa. Xin chúc mừng. Trong thời gian quy định thì cha đã nấu được đủ 3 món mà chương trình yêu cầu. Thứ nhất là có canh rau, thứ hai là có cơm và thứ ba là có món cá lóc canh rau mà không có rau. Thì mỗi một món ăn được tính là 1 điểm. Như vậy mỗi gia đình được cộng thêm 3 điểm nữa. Xin chúc mừng. Yeah. Trong thời gian quy định thì gia đình nào mà dọn dẹp sạch sẽ hơn sẽ được thưởng 1 điểm. Trong thời gian quy định thì bé Ngọc Anh rất là giỏi, đã dọn dẹp giúp cha rất là nhiều đồ. Trong khi phía bên này thì anh Duy thì vẫn còn đang cố gắng để giúp cha nướng cá. Thì lần này bé Ngọc Anh được thưởng thêm 1 điểm nữa. Xin chúc mừng bé Ngọc Anh. Yeah. Vậy là trong nhiệm vụ này, tổng số điểm của bé Ngọc Anh có được là 7 điểm. Và tổng số điểm mà bé Duy và ba Mai có được là 6 điểm. Xin chúc mừng hai gia đình. Yeah. Hai gia đình ăn ngon nhá. Vô đây về nhập cá, canh rau, rau. Canh ngon ghê. Cơm khét ha, nhưng mà ăn cũng tạm được đúng không? Bà vẽ cho con cái nạc này để xương không còn. Cá nướng ngon không? Cá bắt nướng ngon ha. Con mỏng khen ba gì hết trơn. Chúc mừng ba. Chúc mừng ba gì? Chúc mừng ba nấu cơm ngon. Chúc ba may mắn lần sau. Mắt cũng đủ với con à. Canh ngon lắm hả? Ừ. Ăn canh vậy nha. Cơm khô quá, ăn canh vậy ha. Không. Không có khô không? Có bữa cơm nào ngon hơn bữa cơm do tự tay cha nấu? Có điều gì làm xóa vị mặn chát của giọt mồ hôi trên trán cha bằng lời khen ngọt ngào của con? Cha và con sẽ cùng viết thêm nhiều kỷ niệm đẹp trong hành trình 2 ngày 1 đêm này nhé! Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào 16h30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.